Mới hồi bữa hôm 2 tháng trước mấy vị bảo kêu con báo đồng Việt Nam chuẩn bị gạo nha con, Việt Nam chuẩn bị xăng dầu nha con, Việt Nam chuẩn bị tiền thành giấy nha con. Thì mới có 2 tháng này 8 tuần, chẳng qua con người Việt Nam quá khổ. Mấy đứa nhỏ nó không có lưu tâm đến cái chuyện trời Phật, nó chỉ lưu tâm đến cái chuyện vui vẻ với ăn chơi với chén cơm bỏ bụng thôi, còn chuyện trời Phật nó bỏ một bên. Đó là lý do tại sao các chư vị sợ. Sợ là gì? Sợ Phật Thánh Tiên mà hạ phàm hơi muộn á, nước Việt sẽ thành đồ đồng đồ đá, sẽ thành zombie hết á, sẽ giống như Bắc Hàn vậy đó. Kim Jong Un nói 3 tuổi biết lái xe, cầm cục đá chọi cái là phi thuyền của Mỹ rớt. Vậy mà nó tin hamburger á, là do Kim Jong Un là người chế ra hamburger. Bắc Hàn cũng nhớ tin vậy đó. Rồi á, kêu làm gì nó khóc cà hụ cà hụ. Tướng cũng ôm mặt khóc mà khóc chảy nước mắt thiệt. Việt Nam mình sắp thành như vậy rồi đó. Cũng may là Đức Thầy với chư Phật thương nước Việt mới cho chúng ta ngồi ngoài này. Chứ mình mà không có 6 triệu người hải ngoại, nước Việt mình nội mà 99.995 á, với cộng với bảng vàng 18 chữ đỏ gì đó, với hội thành đô vậy đó, là mất nước lâu rồi. Là đó là xả nghiệp nhưng mà cũng chưa có xả hết. Hôm nay nghiệp cũng sắp xả xong, nước Việt sắp sửa thay đổi để hợp thời hợp cảnh, để đưa 6 triệu chim hiền về nước. Lúc đó là cái phi trường Tân Sơn Nhất á, cũng không có đủ mà để tiếp nữa. Hãy mở phi trường Long Thành ra lẹ lẹ lên. Một ngày á, ít nhất cũng 5-7 chuyến bay bay về. Mà loại Boeing mà A380 á, nó chở gần 700 người đúng không? Mỗi ngày mà đáp xuống chừng 10 chiếc vô. Nãy giờ nói chuyện thấy có gì sai không mấy bác? Mấy anh Chưa, chị? chưa thấy gì. Ok phải không? Bển ra nghe không ok. Tao đang có bệnh kinh tế đang tăng trưởng GDP lên 8%. Bữa nay thị trường chứng khoán Sài Gòn đang tăng dù dù. Đất Sài Gòn đang bán sắp sửa lên gấp đôi. Thị trường chứng khoán Hà Nội đang lên. Mà nghe thằng này nói là mà đi ngược hết trơn. Ngược chúng á. Con ngồi đây á, trong Tam Đại Tạng Kinh cũng có nói có. Xuống thế gian này cơ vận đi hàng nghìn năm, là nói thời nay là có, tức là mình nó là một giấc mộng. Cho nên tại sao á là mấy vị nói là thiên cơ á là không có sai, chỉ con người của mình á đang đang gọi là u mê á, chạy theo này chạy theo kia, cho nên mình mới không có hiểu. Đức Thầy chưa xuất hiện á thì con còn ngồi đây gặp bác. Con chỉ biết được cái hãng này là giống như thao trường vật võ, là mới có đào cái móng để xây cái nhà lầu. Có nghĩa là trong này nó có 500-700 thằng mỗi tháng phát lương 2-3 triệu đô, đầu trâu mặt ngựa. Tụi nó thiếu đồng bạc lên nó gõ cửa ở văn phòng đúng không, rồi hai anh em ruột thả vô một cái khu mà chài nhám ngồi cũng quýnh lộn. Cái tâm con người nó đủ thứ màu sắc đó, nó hơn thua nhau từ câu nói, từ chút chỉ ngó nhau thôi là nó sực rồi. Thằng nào mà vô hâm mai cầu quê mà hâm lâu cũng bị chửi. Cái gì cũng mát hết. Nó là một cái bộ chính trị cực kỳ khó khăn để điều hành cái hãng. Nó đâu phải là một đống người trí thức như kiểu ông Trump nói xuống là người ta làm rụp rụp, làm vua làm tổng thống còn dễ hơn làm chủ cái hãng này á, bắt tin không? Thiệt á, tại vì mấy cái kia không phát lương là ngăn cố chưa có ấy. Mấy thằng bộ trưởng hay là mấy thằng thống đốc còn có thể ok tại vì ngăn cố. Còn cái này á, thằng Ngô Tuấn Kiệt mà không phát lương nó 1 giờ á, mấy thằng mễ nó xếp hàng á là mấy trăm thằng, tại vì nó lấy tiền là nó đi cash liền tại chỗ. Nó không có như người mình, nó xài theo
nó đổi tiền gì ngộ lắm, mà bữa nào người ta chậm chút là chết với nó. Có những lúc á khách hàng trả tiền vô trễ, mình đi với chưa kịp, nó ra đổi liền tại chỗ. Trời ơi, nó vô nó chửi nó nghỉ liền. À, ngộ khó lắm. Là chỗ thao trường vợt võ là chỗ này nè. Làm chủ đi thử biết. Ai muốn vô không? Tôi nhượng ghế cho ngồi. Khó lắm. Đó mình nói chuyện nhỏ nha, còn nói chuyện lớn